Thưa anh chị và các bạn, hôm nay mình có dịp mình viếng đền thờ Quảng Cơ Trần Văn Thành này, thuộc xã Vĩnh Phú, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang anh chị. Chỗ này là xưa là cái vùng này là ở giữa đồng thôi, nhưng mà rừng tràm là thuyết truyền hồi xưa xưa là do cắm cái thẻ số 4 đây, rồi sau đó nhiều lần tìm kiếm không được như thế nào đó, rồi nhưng mà cũng lập được cái đền thờ, nhưng mà đền thờ lấy tên Quảng Cơ Trần Văn Thành. Thì cái thẻ số 4 với cái thẻ số 1, 2, 3 thì nó có mà thấy rồi. Thì do Quảng Cơ Trần Văn Thành cấm, sau khi ông đạo lập, ông phát hiện cái bia hiện nay còn đang thờ ở chùa Bà Bài á. Trên cái bia có ghi là hai cái chữ đầu tiên ở trên là Hoàng Thanh, còn cột bên phải là Càn Long Ngũ Thập Thất Niên Trọng Thu Cúc Đáng. Thì khoảng cái bia đó chôn 1792, sau khi cái bia đó Phật thầy Thái An không biết rồi như thế nào đó, rồi một cột ở bên tay phải thì để y chữ, còn một cột bên trái thì đục bỏ, rồi sau đó sai Quảng Cơ Trần Thành cấm bốn cái thẻ. Thì cái số 1, số 2 chúng ta biết, số 3 biết, riêng cái thẻ số 4 này nằm ở vùng ở Đồng Tràm. Nó theo cái đồ thơ thì ở vùng Đồng Tràm ở Kiên Giang, nhưng mà nhiều lần nhiều người tìm đến đây, nhưng đến giờ này thì cũng chưa thấy. Phía trước này là chữ thần nông anh chị. Rồi đây là diện tích cái đền thờ lấy tên là Trần Văn Thành, chứ không phải là đền thờ cái thẻ số 1, 2 như ở mấy nơi khác anh chị. Xung quanh đây trước đây là tràm không à, nhưng mà hiện nay cái thẻ thì chúng ta không thấy. Nhiều chú bác cũng nhiều lần tới đây để mà tìm nhưng mà không gặp. Khỏe chị hai ơi? Quên thái đồ mình chiều coi. Đâu cậu mau chứ hả? Đâu còn là đâu đâu có làm liền được, không có kịp. Ủa gì vậy dì ơi, cũng có rồi. Ủa Gì? gì chiều về làm. Còn lắp ghép nữa kia nữa. Bốn con trẻ đây là số 4 là có, nhưng mà nó có cái là nó còn giấu chưa có phát hiện được, thành thử ra là tôi chưa có đem bài ra, cũng như ông thẻ số 3. Số 3 thì đã lộ vẻ lên rồi thì ta Bởi đem hồi ra đó có cà thờ. rèm là tôi ổng đi vô đây rồi nè. Rồi trước kia thì khi mà phát hiện rồi đó là người ta làm một cái tấm cà rèm ở chỗ cây bồ đề này nè. Đó, đó rồi chính quyền người ta cũng không cho là thờ ông thẻ, vì gì ta nói là thà ông thể cái cây không, nó không có vết tích gì đó. Sau này thì bà con người ta mới mới xin là đề được cái đền thờ của đốc cơ và Trần Văn Thành, có nghĩa là đức cố ngày nay đó. Nhưng mà sao biết cái thẻ số 4 ở cái vùng này? Thì có một số bà con người ta nằm trên bao là có người kêu đó, ở đây đây là cái ông thẻ số 4 như vậy đó, cho nên người ta mới lập cái đền thờ. Biết cái vùng này hồi đó À, mà biết cái vùng đó đó, nhưng mà cái di tích thì xưa tới giờ thì Đức Phật thầy Tây An đó là sai Đức Cố Quảng đi cộng bốn cái thẻ, nhưng mà hiện nay á là tìm được hết rồi, nhưng mà còn thẻ số 4 thì chưa được gặp thẻ thôi. Hồi đó mới vô có tấm cà rèm đi núp đường đồng trốn, thế bà nội mới vô được tới đây. Bộ đi mua đất trả thử 13 triệu, ta 3 ngày sau ta điện ra kêu vô bán, mấy ông nội có vô đâu. Nhưng mà cái cốt ý là để vô tìm cái Tìm cái thẻ. thẻ. Đó là có quý là vậy, để bởi vì cái này di tích đã có cho nên mình muốn tìm hiểu để coi có hay không, là bởi vì cái hồi xưa cái truyền thuyết lại Cái này biết ông vô cái ông lấy ly lấy chung đằng rửa đằng cúng ông tà, có hai cục đá lên đậu xăng đỏ nè. là Trời đó là chỗ ơi, có miễu sẵn, có miễu sẵn hả? có hai cái không cà ờ rèm. có hai Cái tấm đó cà là rèm nhà của người ta làm ruộng, người ta thờ của đây ha, ta của thờ của dân ruộng ta chứ không phải làm là thờ của thẻ mà ta để trùm cái ông thẻ đó đó, ha. thờ lại Ta đó thờ là lại lại chùm cái cục di tích đá đó. hay là
hai cục đá cái cao cái thấp rồi đội cái miếng vải đỏ, ông này mới vô lấy chôn lấy đồ rửa đặng cúng. Nổi hai con số 11 gì mà con nói nó điện gì nó quánh trúng 50.000 ông. Mà ông này ông đâu có tin. Kể không sao đâu, kể nó cho vui. Có sao ta kể vậy? Không, không sao đâu. Ngay giờ ngay chân cái đó đó, đó. Ngay cái đầu rồng đó. Bởi vì tôi ông này đó vô ra trải chiếu đồ ra đó cúng ăn đó đó mà. Là cái miếu chỗ đó. Ừ. Nhưng mà cục đá hay là cây thẻ? Cục đá. Cục đá chứ chưa có cái thẻ phải không? Ừ. Mà có hai cái có tấm cà rẹp che lại vậy rồi. Dạ. Còn vô đó mới trốn đi vô đây. Dạ. Vô đây đặng mà cúng. Hồi đó, đó là cây cối là nó trống hay là ruộng không không? Ôi nó tùm cỏ không à. Dạ. Tôi với ông này mới đi vô với con ngói đồ cũng tho rồi đi đông lắm. Vô ấy, ta đâu có cho mình đi đâu, hỏi gì đâu mà đông, nói đi mua đất. Dạ. Đó là công an hồi đó nó ở đây nó không cho hả? Nó không, đầu lộ mày á. Vậy là mình phải đi ngang qua đó. Đi trốn đường đồng mới lộn tắt vô đây. Ta hỏi gì đâu, nó đi coi đất mua. Nhưng mà vô đây ẩn cúng. Người ta để nhang nè, người ta để chiếu đặng cho mình vô mình giếng mình cúng. Như vậy là có người đã biết trước đây rồi. Có người đã thờ trước rồi ha. Có người ta thờ trước rồi, ta đã trước biết rồi. Trước rồi. Nhưng mà chưa có ra mặt thôi. Chỉ là số anh em đồng đạo mình biết với nhau rồi nên rồi cúng lại vậy thôi. Cho nên bây giờ nó không lấy cái thẻ cho nên đâu có thờ vinh quang thẻ số 4 được phải không? Đó là bây giờ chôn liếp lại ngay chỗ này mà còn lú lên chút giờ liếp đâu rồi. Ta lại để xác định bởi vì có người xác định là đây là cái thẻ số 4 nhưng mà cái thẻ thì chưa nổi lên thôi. Chứ hồi đó thì Đức Phật thầy Thầy An thay xây Đức Cứu Quảng đi cấm 4 cái thẻ là có. Cái chuyện đó là có thật. Cũng như chẳng hạn giờ cái thẻ số 3 đó. Thì số 3 đã nổi lên có cái thẻ lên rồi đó. Nãy nó còn đi lòng vòng nó coi. Vô trồng nghỉ dốc ơi. Người ta cào ta móc bên được có con trâu bằng cây trong đó đó. Ồ có hả? Có. Con trâu nhỏ là bằng con gỗ hả? Con trâu cũng rộng rộng. Ở thờ ở trong kia. Để trên vách nè trong cái lồng kiến. Kiến trâu bằng gỗ. Đi không? Út đi không? Thôi để chút cúng rồi đi luôn. Cúng là cúng rồi đi lượt luôn. Rồi đây là ông sấm ông sét là của Phật thầy Tề An tượng trưng phải không mà chị Út? Út sấm sét là cả hồi xưa thờ Phật thầy Tề An. Đó nó nói cầu số 5 mà được ông sấm ông sét đó. Là ông Phật thầy Tề An là ông mà ông gì ông Đức Cứu Quảng. Dạ. Ông Phật thầy Tề An hồi đó ông chỉ đâu thì ông cầm đó vậy. Dạ. Là đệ tử Phật thầy Út vào vô nó vô mình cúng hả Út? Vậy là trước đây chỗ này có một cái láng giống như là một cái trại nhỏ theo như chị Hai nãy kể là chị thờ nhưng mà cũng nhiều người tới đây cũng lén lút tới đây. Nhưng mà chỗ này xung quanh đây là tràm không à? Nó một cái bãi cát thôi. Bây giờ mình vô trong mình xin phép là quay phim đó anh chị. Em xin phép quay phim ở trong đó được không vậy? Được, bỏ quay bàn thờ được luôn á. Dạ. Mày cứ nói mấy lần gặp rồi. Mà sao mình ở đây cái thẻ mình sao không để cái thẻ thờ thẻ mà không thấy. Không thấy hả? Rồi mình lấy tên của Đức Ông Cố. Tại sao mình lấy tên của Ông Cố? Vì ông là nước. Ông cấm hả? Nước. Dạ. Này dạ. Nhà nước cho phép để đền thờ ông Trần Thành. Dạ. Tại ổng là người có công với đất nước. Dạ. Rồi ổng cấm cây thẻ. Dạ. Đó. Giao cho ông cấm. Dạ. Thành thử ra là nhà nước ta cho để là đền thờ của ông Trần Thành. Ôi, mình đã xin phép quay phim ở trong này đúng ra bàn thờ thì theo một số người mình tránh cái bàn thờ ra nhưng mà nếu mà không có bàn thờ thì mình không thấy cách thờ phượng ở đây như thế nào hả anh chị. Ở đây phía trước chúng ta thấy bản đồ Việt Nam. Đi ra đây mới được. Hải đâu rồi?
đâu con nào bằng gỗ, con trâu bằng gỗ gì nãy đâu có. Đây đây ốc trong vách này nè ốc. Đây nè ốc, ốc là chỉ thằng ốc và tôi hấp cúng. Dạ dạ. Cái gì vậy? Con trâu. Trâu gỗ hả? Ừ. Ủa vậy là chứng tỏ hồi xưa là ở đây có người ở mới có con trâu gỗ đi phải không? Ta múc con sửa cái nền này nè ốc. Dạ. Là được nè. Ờ à, nhưng mà nó mục quá ha. Ừ. Cây không đó ốc. Ờ đây là có con trâu gỗ. Ừ, không. Dưới thanh gươm đó người ta gửi là cúng đó. Đó. Bên đây là thanh gươm cũng đào ở đây hả? Ừ. Bởi vì là chứng tỏ là hồi xưa ở đây có người ở ha. Ông này là ông Đức Cô Quảng. Dạ. Giờ trước mình quay phim lần anh chị. Diện tích đây thấy rộng mát mẻ, yên tĩnh. Tôi đi xe không mà mình thấy mệt luôn ạ. Bàn thờ thứ nhất là Quốc Tổ Hùng Vương. Dài với trong anh chị. Số 4. 1-4. Giờ đi vô. Đúng rồi. Số 3 kia là cúng số 3 trong này trước hả ông? Quang thẻ số 4. Nhưng mà chúng ta thấy thẻ thì không có, nhưng mà ở trên đây có để là ba cái chữ to to dưới đó anh chị à, giống như một bài vị đó. Là Nam Phương Nam Phương Quốc. Đây là nghĩa sĩ. Rồi, bàn trong này nè. Thờ của Cũng Cố. Vì là ở đây vẫn có cái bài gì, cái bài thờ của cái thẻ số 4 anh chị. Đây là Nam Phương. Mình ở phía sau đây. Sao cũng có nè. Sao này bàn thờ Cửu Quyền Thất Tổ. Rồi tới đây hết nha chị ha. Đây hết rồi. Ở bên kia thì nơi nấu ăn. Trên vách này cũng vẽ những cảnh thời xưa chiến đấu cưỡi ngựa rồi là phụ hoàng xuống biển thì ông mới về. Ờ, mình ra phía bên bếp nha anh chị. Vì là cái phạm vi thờ trong này chúng ta nhìn thấy được rất là nhìn thấy trang nghiêm. Đi xuống đây. Đây đãi ăn miễn phí nha anh chị. Chú là con trai, ngày nào cũng có. Vì mình tham quan chút xíu cho bếp nha anh chị. Hai xe hả? Đây được ăn cơm chay miễn phí các anh chị. Đường xá xa xôi đến đây nhiều khi cũng đói bụng thật. Nằm trong đồng xa quá. Chay mình thấy thật sự rất là ngon.
ngon không phải đói bụng mà ngon, mà là nó ngon thật. Phật thì rồi mình ra phía sau mấy những bạn khác bên đây cũng chuẩn bị anh chị. Mà có những muốn ăn mặn cũng không có mặn mặn. Rồi đây những cái bàn để sẵn. Rồi thôi mình dùng cơm các anh chị. Rồi cảm ơn anh chị đã xem video mình. Xin chào tạm biệt.